Ê, tôi thích bài này, tôi thích bài này. Ngó lên trời, trời cao. Cao, 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 cao. Đổi bài. Này mùa đông ơi xin hãy. Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay HNT sẽ làm về một cái con chim. Đây là một cái con rồng chim các bạn ạ. Mình sẽ đặt tên cho nó là Chim ưng ca ca. Ok, chim ưng ca ca luôn. Rất là đẹp và sang chảnh, chỉ là cấp C thôi. Nhưng mà con này á là nó đang được bán với giá là 1000 game đó các bạn. 1000 viên game, ai không tin thì vào đây xem nha. Ai không tin HNT nói thì đi vào đây xem. Con này nó giá trị liên thành luôn rồi mà nó đâu mất tiêu à. Đâu rồi, bữa hai tôi thấy nó bán vô đây nè. 1000 game luôn, ai rảnh vô kiếm nha. Còn giờ chúng ta sẽ đi hốt. Mang nó đi hốt xác cái đã. Biểu diễn review cho các bạn xem. Cái chú rồng trị giá 1000 viên game này nó mạnh như thế nào. Chỉ là cấp C thôi. Đây. Action. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau mang thêm hai anh bảo vệ nữa, đó chính là hai cái con rất là mạnh và sang chảnh luôn, chiến binh mặt trời. Wow, đầu tiên thì chúng ta sẽ làm gì đây? Chiến binh rừng xanh lao ra với khả năng phun lửa vô cùng bá đạo của mình. Anh ấy phun một cục lửa vô mặt tên bạn luôn. Ok, và anh em xem video cho HNT một subscribe nhá. Ai chưa đăng ký kênh thì nhớ mà bấm đăng ký và mở thông báo hình cái chuông lên nha mọi người. Để khi mà HNT ra video hay là livestream anh em sẽ nhận được thông báo vào chơi HNT chơi vui. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với. Wow, cái gì giờ này còn A còng yahoo.com nữa hả? Yahoo là lâu lắm rồi, bây giờ người ta xài toàn Gmail không anh ơi. Ôi trời ơi, chị Mưng chưa kịp ra nữa là tên bạn nó tắt thở rồi. Đây, và bây giờ chúng ta sẽ xem ngưỡng sức mạnh vô cùng ghê gớm đến từ anh bạn chim ưng này. Và cái con chim ưng này có thể lai nha các bạn, lai ra rất là nhiều con rồng đẹp và thú vị. HNT sẽ nghiên cứu về cái cách lai và sẽ lai cho các bạn xem. HNT đang lai hai con lại với nhau, đó chính là con rồng sa lầy với con rồng hoang dã. Hai con này kết hợp với nhau và nó ra là 58 tiếng đồng hồ. 48 tiếng đó là 48 tiếng là nó sẽ ra 2 tiếng đúng không? Ủa lộn, 2 ngày, 48 tiếng là 2 ngày, còn cái này là 58 tiếng. Là tính ra là 2 ngày 9 giờ. Ở 18 giờ hay 9 giờ gì đấy. 10 giờ hả ta? 2 ngày, đúng rồi, hình như là 2 ngày 10 tiếng ấy. Và HNT không biết nó sẽ ra cái con gì luôn á các bạn. Thiệt tình luôn á, đây. HNT đang cho nó like và hình như là mới like hồi sáng à. Bây giờ đó là nó còn 2 ngày 1 tiếng nữa. Ở nó còn 49 rồi. Đó. Nó sẽ ra là một con rồng. Mong là con này là đẳng cấp L hay gì đó cho nó sang chảnh xíu. Nó ra mấy con bèo quá, nhìn nó cũng thảm thiệt. Thảm mà gọi là thê thảm ấy. Rồi bây giờ thì cùng nhau đến với. Wow, con này cấp H các bạn ơi. Ôi trời ơi, làm sao sống nổi đây. Cố lên anh ơi, cố lên. Ù càng đấy. Chiến binh rừng xanh đang cố gắng khô máu luôn. Rồi, chiến binh rừng xanh đưa một em vào nghĩa địa bình yên rồi. Bây giờ tới em thứ hai. Em này, rồi. Chim ưng ca ca ơi, anh ra anh hốt xác này giùm em. Cái thằng này nó mạnh ghê lắm anh. Wow, và bây giờ đến với anh bạn đồ chơi hả? Rồng đồ chơi, 20.000 máu luôn. Trời ơi, một cái hỉ mũi nhẹ thôi. Nó giăng dách rồi. Cái gì? Mới level 27 mà cho quýnh với level 31 luôn nè. Trời ơi, cái móc này càng ngày nó càng làm lố rồi các bạn. Bình thường là level 27 lên 28, 29, còn này nó quất ở HNT lên. Đấu với một cái thằng level 31 luôn. Thích cho nhau ghê nhỉ. Nhưng mà không sao, khả năng của HNT là thừa sức các bạn. Thừa sức cân mấy cái vụ này luôn. Ồ,
Anh bạn cầm súng bắn chim hả? Em con chim nè, chim ưng nè anh ơi. Ôi trời ơi, một viên thôi, chết ngắt con chim luôn. Tưởng đâu anh không mạnh, ai ngờ đâu anh mạnh không tưởng. Làn khói độc được tung ra, dứt điểm quả banana rồi. Quả chuối thần thánh luôn. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái đội hình có một con hát à, level 24 cơ. Ôi trời ơi, con hát luôn. Bây giờ có cái con đường nào ngắn nhất để giải quyết em này không? Các em mà võ sĩ à, có cái cú sút thần thánh này rất là ghê gớm luôn. Ôi trời ơi, cái em này thì một tay luôn. Anh chỉ cần nhắm mắt, anh đá đít cái là tắt thở liền. Wow, dường như là mình mang hai con này đi á là nó cũng đủ sức các bạn, đủ sức để cân. Ngu ma dương, ngu ma dương được rồi. Ok, xuất sắc con ngu ma dương này luôn. Đây, phun lửa nè, quả tuyệt vời. U, cái gì? Anh lên chữ B rồi hả? Ôi trời ơi, anh mạnh ghê nha. Wow, anh rất là sói ca luôn. Rồi bây giờ thì chúng ta có thể làm cái gì đây? À, cái này có bộ căng đây. Chúng ta sẽ vào cái khu vực này để quậy đi. Wow, chiến binh rừng xanh, làm sao cho nó lên chữ A trừ cho nó đẹp các bạn. Anh ta đang cố gắng cho nó lên chữ luôn. Ô, con rồng gì mà, ôi trời ơi, xinh tươi thế. Victory, và chúng ta được 50 điểm, gọi là được 50 coin ấy. Rồi, xuống sát trong đây luôn nha. Hốt luôn anh ơi. Một chú chim ưng nè. Còn bé tiếp theo là cái kẹo bông hồng hả? Ở lộn, kẹo này kẹo bông gòn nha. Sanderson. Ôi trời ơi, Sanderson luôn. Quất quá chừng quất luôn mà nó vẫn không chịu lên chữ các bạn à. Cái này là cây quái gì vậy ta? Rồi, giờ tới quậy trong cái khu vực này. Con này mình cho nó quýnh quá chừng luôn mà sao nó không chịu lên chữ ta? Nó phải lên chữ A vàng vàng cho nó đẹp chứ hả? Wow, và dường như là gần tới cái cuộc đua heroic rồi các bạn. Hình như là HT nhớ là có một cái lịch cho nó rồi. Hình như là ngày mấy rồi, quên mất tiêu rồi ta. À, chúng ta tranh thủ vào đi thu hoạch vàng xíu nha. Được 5M rồi. Đây, cố gắng luôn mở được cái khiên nữa là chúng ta sẽ tăng được 20% sức mạnh khi chiến đấu. Wow. Đây, không biết đó là lấy nổi cái em này không. Mình phải cố gắng hết sức thôi. 500. Ô, còn có một ngày, một tiếng mấy nữa hả? Ôi, lết lên từ tới chỗ này rồi nè. Sau bao nhiêu ngày tháng vất vả thì chúng ta cũng lết lên được tới chỗ này các bạn. Sắp lấy được em đẳng cấp là VR rồi. Wow. Oh, tốn 400 điểm để bỏ qua luôn ấy. Khá là cay. Còn một ngày mấy nữa. Hai tay nghĩ chắc lấy được con này, nhưng mà cái con trên đây chắc lấy không kịp quá. Đây nó xa quá, xa luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi ghẹo chọc ở một cái chỗ mới nữa, đó chính là arena nha. Hai cái con kia thì nó yêu nhau rồi, cho nên bây giờ chúng ta chỉ còn lại đây. Hai con kia yêu nhau, tính ra hai người có mấy con rồng mạnh mà nó đi yêu nhau một phát, đó là chúng ta bị thiếu sụt một cái lượng nguồn sát thương ghê gớm các bạn. Ôi trời ơi, nó mạnh kinh luôn, nó xả một cái một hả.
Trời ơi, đâu có cần phải mạnh dữ vậy anh. Nhẹ thôi, 27 luôn. Wow. Ôi, cái con kia không được đam. Mà con này quýnh thì mình sợ lố tai quá. Ôi, 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 thắng lại anh ơi, thắng lại. Trời ơi. Mém xíu nữa nó quất mình tắt thở luôn rồi, nó giật đam ghê thiệt. Đam mà nó giật bạc bạc luôn á. Đây, hai con rồng mới cùng với em Mithy. Ui, ba con Mithy nha các bạn. Sự đại chiến của ba em rồng Mithy. Trời ơi. Xuống sát nó anh ơi. 24.000. Trời ơi, anh mạnh quá cơ. Anh làm em ngưỡng mộ quá cơ. Thôi mình chơi luôn đi, được cộng 30% mà sợ gì. Em được cộng tới 30% lận anh ơi. Em không có sợ anh đâu. Wow. Một cái 17.000 luôn hả. Ôi trời ơi. Gắt thế. Nói chung là cũng không có thể nào mà gây khó khăn cho hai cái con rồng Mithy của mình được. Chúng ta vẫn còn rất là ngoan cường. Nè, ma lóc quỷ dương hả? Ôi trời ơi, đặt tên ngầu thế. Đặt tên ngầu chưa chắc mạnh nha. Hiệp sĩ đen. Rồi ok, đen quất cho nó đen luôn. Wow. Trời ơi, không tắt luôn. Trâu thế. À, Gaga hả? Mời Gaga xuống anh luôn. Trời ơi, con này còn hai cái. Tuyệt vời. Wow, và các bạn xem video thì cho HNT một subscribe ủng hộ nha mọi người. Đây, anh em nào mà chưa đăng ký kênh HNT Channel thì nhớ bấm đăng ký kênh và mở thông báo hình cái chuông nhỏ bé cái bên nút đăng ký lên nha. Để khi mà HNT ra video các bạn sẽ nhận được thông báo luôn. Còn bây giờ thì, ôi trời ơi, ba sao vàng vừa bị thổi bay. Chú ấy có ba ngôi sao vàng luôn các bạn, và HNT thổi một cái một hả. Bay về dùng nghẽ đẻ bình yên luôn. Wow. Và bây giờ tới bạn Bon Gơ. Ôi trời ơi, chú đẹp quá cơ. Và anh thì mạnh quá cơ. Ok. À, cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.